Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nâng cấp củ khoai tây cute phô mai que trong Brotato trở thành củ khoai tây em bé sơ sinh với những đặc tính của một đứa trẻ hiếu động và ham học hỏi. Củ khoai tây em bé sơ sinh này có tốc độ trưởng thành cực kỳ nhanh, nhanh như các em ý ném những cái boomerang đồ chơi vào mặt lũ quái vật. Chúng ta tiếp tục đến với Brotato ở bản mod Diversify, bản mod mà dạo ở đây mình cực kỳ thích chơi. Khó là khó hiểu là tại sao hai con này mình chơi xong rồi mà nó lại game mới cập nhật là mất cái quá mình chơi rồi. Còn đúng có hai nhân vật nữa mình chưa chơi thôi, chính là nhân vật củ khoai tây trẻ sơ sinh với những chỉ số cực kỳ bá đạo cộng 200% tốc đánh với những vũ khí đồ chơi. Thì ở bản mod này có 3 món vũ khí thuộc hệ vũ khí đồ chơi để cho chúng ta lựa chọn. Tiếp đến trừ 100% tốc đánh thì như vậy coi như là cộng 100% tốc đánh đúng không? 50% tiền sẽ được chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cộng thêm vào cuối mỗi lượt, 4 tiền thành 1% điểm kinh nghiệm. Nhưng em bé sơ sinh thì không biết cách tiêu tiền cho nên là phải biến tiền trở thành kiến thức đấy để lên cấp độ để đạt tới những số tuổi cao hơn với tốc độ rất nhanh. Và điều đó càng được khẳng định với việc chỉnh sửa chỉ số harvesting bị giảm đi 100%. Như vậy bây giờ mình sẽ không cần phải quan tâm đến việc là cộng điểm harvesting nữa, trừ 20% giá tiền trong cửa hàng. Lạ nhỉ, bình thường mình thấy là đồ của trẻ em ở ngoài kia bán đắt lắm, trong này lại trừ các bạn ạ. Và có một điểm cực kỳ đặc biệt, vào giai đoạn đầu đời sẽ trừ đi 40% lượng quái vật em ấy sẽ phải chiến đấu, nhưng càng về sau khi em ấy càng lớn qua mỗi một bàn chơi sẽ phải cộng thêm 8 con quái vật nữa. Có vẻ như là chúng ta đã được trải nghiệm cái cuộc sống của một củ khoai tây từ lúc sinh ra, dần dần lớn lên rồi trưởng thành rồi già đi, phải đương đầu với những thử thách ở cuộc sống càng ngày càng nhiều. Thì vũ khí mình sẽ sử dụng cho em này có lẽ là mình sẽ chọn cái boomerang này đi. Cái boomerang này mình thấy sát thương nó khá là to, sát thương là 8, tỷ lệ theo sát thương tầm xa là 100%, nhưng mà lại là vũ khí tầm gần. Ok, lạ nhở, vũ khí tầm gần mà lại cộng sát thương tầm xa. Để xem cái boomerang này đánh như nào nha. Rồi, chắc chắn là mình sẽ chơi độ khó 5 rồi, độ khó cao nhất. Rồi, chúng ta có một cái boomerang và cái này là vũ khí tầm gần, nhưng mà lại mình ném cái boomerang ra và nó sẽ quay trở lại. Ok, từ từ mình đã thắc mắc nha, liệu cái trên đường bay trở lại của nó, nó có gây sát thương nha. Đường bay trở lại có gây sát thương. Và giỏi ơi, đang từ 4 mấy tiền sao rồi còn 24 tiền này. Và đúng, nó đổi qua điểm kinh nghiệm nhận thêm. Mình đã có 6 điểm phần trăm kinh nghiệm nhận thêm rồi. Một cái boomerang nữa và hết tiền. Đúng là trẻ em ạ, không có nhiều tiền để mua sắm đồ đạc. Món vũ khí boomerang này thuộc hai hệ vũ khí. Hệ tối cổ thì là kích hoạt bốc cao thì cộng nhiều máu, hệ đồ chơi kích hoạt bốc cao cộng thêm điểm kinh nghiệm nhận thêm cộng thêm tốc đánh. Quá hợp luôn cho trẻ em ạ. Trong cái mặt mà trông buồn cười quá, ngậm cái ti giả chứ. Mình đã không biết rằng là về sau mình mua những cái trang bị mà sẽ thay đổi cái khuôn mặt của em củ khoai tây này thì em ý liệu còn có giữ được sự ngây thơ như này không nữa. Wow, nhưng mà sát thương to nha. Ui, cái boomerang này xịn thật á. Đó, thấy không, nó lướt trên đường, nó lướt vòng một cái là nó vẫn gây sát thương nha. Mua trang bị tiếp theo miễn phí là để xem. Bây giờ cái này đợt trước mình chơi là nó bị lỗi, nó không có được, nó không có tác dụng. Bây giờ thử xem nó có tác dụng không. Game đã sửa, có tác dụng. Ok, vậy thì thôi, mình sẽ xoay ra để kiếm được trang bị ngon. Mình sẽ lựa một cái rào đấy cộng cho mình sát thương. Nào, không có cái gì đâu này. Sát thương tầm xa, sát thương nguyên tố, thôi nào. Yes. Boomerang cấp 2 ạ. Và chắc chắn là nãy giờ tiền của mình sẽ không đủ mua đâu, nhưng vì có trang bị ăn trộm ăn cướp này. Vâng, thật sự không hiểu tại sao em bé đi ăn cướp mà ạ, nhưng mà kệ đi. Chúng ta có boomerang cấp 2. Đã tuyệt vời không mà trời ạ. Boomerang cấp 2 sát thương lên đến 16, gấp đôi boomerang cấp 1. Đó. Ôi ôi, em bé này là hơi bậy nha. Còn bé tí mà đã đi gọi là làm mấy cái trò là hai ngón hay là bốn ngón gì đấy rồi mình không biết người ta gọi như nào. Đó, vì đây là vũ khí tầm gần cho nên là mấy con bay ấy nó sẽ không bắn đạn ra khi mà nó chết, bởi vì là mình đâu có bắn viên đạn nào đâu, mình ném boomerang. Đó, ok, 76 tiền, 78 tiền, về 42 tiền, vẫn không hề có một cái điểm gì liên quan đến sát thương. Tôi tỷ lệ chí mạng đi. Let's go, chúng ta có quá nhiều thứ. Boomerang cấp 2, mình sẽ khóa hết cả 3 trang bị để lại bởi vì nó toàn là những trang bị ngon. Cộng sát thương tầm xa, cộng tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ hồi máu khi giết con vật của nó chí mạng. Và ngay ở bàn số 5 mình đã có hai cái vũ khí cấp 2 rồi. Uầy, cái này má, có phải là vì mình là một em bé nên thành ra là game nó thương không? Game nó yêu quý, nó cho đồ xịn luôn á. Uầy, đây nó càng khẳng định thêm là gì? Khi mà mình chơi Brotato mà mình quay video ấy là mình sẽ ra đồ cực kỳ ngon. Nhưng khi mà mình lên livestream thì đảm bảo các bạn đồ cực kỳ chán luôn. Không tin á, các bạn có thể xem lại những buổi livestream của mình trước đây, hiện đang trên cái shooter này, hoặc là các bạn đợi đến những buổi stream sau các bạn xem là biết ngay à. Cực kỳ đen luôn. Còn đây thì đúng xanh chín ạ.
Ôi, ui, can quét quái vật, ui, trường ạ, khỏe thế. 10 vào cho sát thương, ok này. Đó, lấy phát hết hết vũ hết tiền mua đồ luôn. Sát thương của mình lên đến 22 rồi. Chí mạng lên sẽ là 33. Rồi, đây, cho em mình ăn trứng đi. Nãy giờ ăn quái vật hơi nhiều rồi. Cả ăn ốc sên cũng nhiều quá rồi. Để cho em mình ăn trứng. Đó, em có sức khỏe được. Ui, các bạn ạ, đúng là bây giờ là cái điểm phần trăm kinh nghiệm cụ thể của mình nó đang rất cao. Cho nên chơi một xíu thôi là mình đã lên được level. Các bạn cứ nhìn đi, mình cứ ăn một cái đồng tiền là điểm kinh nghiệm của mình, cái thanh kinh nghiệm nó tăng lên rất nhanh luôn ấy. Ôi, mình đang để xem rằng là đến cuối cái video này em bé trẻ sơ sinh này của mình sẽ lên tới được cấp độ bao nhiêu, tức là lên đến, tức là có thể trưởng thành lớn lên đến tuổi bao nhiêu đấy. Yes, xúc tu cho em bé. Nghe sai sai ta. Thôi được rồi, cộng tỷ lệ chí mạng là lấy rồi. Boomerang cấp 2. Ô, bàn số 8, 3 cái boomerang cấp 2. Ok, kích hoạt đủ cả hai móc rồi. Bây giờ móc của mình là 39. Quá cả trường ạ. Em ý mới có 11 tuổi mà máu đã 39 rồi. Cái này đúng em đúng chất là bé khỏe bé đẹp rồi đấy. Để xem em ý có được lên thành cháu ngoan Bắc Hồ không đây. Nào, em ơi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Nhưng mà em mới có mấy tuổi, mình 11 tuổi, em đã đi giết quái vật như này thì việc này không nhỏ lắm đâu em nhá. Ôi, thấy chưa? Em đi đấu với cả mấy con sừng sừng này, sừng bò, sừng trâu này. Đó mà em có sợ thì đai đâu. Ây da, nhưng mà mỗi tội là bọn này va em hơi đau đấy nhá. Ây da, ây da. Ôi, có vẻ hơi thiếu sát thương em ơi. Em ơi, thêm sát thương em ơi. Ôi, ây da, né, đúng rồi. Uầy, tiền đúng nhiều luôn kìa. Wow. Rồi, một nửa tiền, anh để kinh nghiệm, mua trang bị sau miễn phí. Yeah, boomerang cấp 1 miễn phí à? À, thôi cũng được, 7 vào cho sát thương. Rồi ơi, tức không với chị Lệ, biết thế để dành, bàn số 9, bàn cây tiền đấy rồi. Thế nào? Quái vật cộng thêm bây giờ đang là thêm 24% quái vật cộng thêm. Ôi, ai da, rất đông quái vật luôn nha các bạn ơi. Nhưng mà không sao, càng đông thì càng vui thôi. Thử thách cuộc đời ở độ tuổi 14. Không sao, đó. Càng tiêu diệt nhiều quái vật thì em ý càng được nhiều tiền. Mà càng được nhiều tiền, em ý lại biến thành tri thức để em ý trưởng thành. Đó, để lớn lên trở thành người có ích cho xã hội. Nào, tiền về. Anh này mà bây giờ em ý mà có cái món cổ vật của Sith nhờ, ngay lập tức 100% hút hết tiền rơi xuống ở trên bản đồ thì quá cháy máy luôn. Đó, boomerang quạt cho một cái là bọn này mới chết hết. Đúng rồi. Chắc chắn rồi, phải trên 500 tiền. Đó, chia đôi ra 300, hai sát thương tầm xa. Ok, ui, các bạn thấy không? 4 hòm đồ và 4 cấp độ. Đó, nó phải là như thế. 10 vào chân tỷ lệ chí mạng. Let's go. 3 sát thương tầm xa, chắc chắn rồi. 7 vào chân tỷ lệ chí mạng. 8 vào sát thương. 3 sát thương tầm xa. Ui, toàn những điểm hợp lý ạ. Rồi, đây rồi. Nào. Chúng ta có hai cái boomerang cấp 3 với sát thương lên đến là 55 sát với máu. Ok, đã lúc để cho em ý đội mũ rồi. 30% tầm nhận đồ rồi. Em ý bây giờ có thể bỏ cái ti giả rồi đấy. Đã, bỏ cái ti giả ra mà lấy lưỡi la liếm ăn tiền đi. Đó, lè lưỡi ngay. Đây, hay lắm. Em ý đã lớn rồi bạn ạ, 17 tuổi rồi. Bỏ cái ti giả đi là đúng rồi đúng không? Ok, quái vật đang rất là đông. Chúng ta... Nhưng mà với cái sức mạnh của cái boomerang này thì quái vật đông tới đâu cũng sẽ một quẹt là đi hết. Lại mua trang bị tiếp theo miễn phí. Em ơi. Em làm này chết em ơi. Yes, boomerang cấp 3 miễn phí. Trời ơi, thật sự ạ, không tin được. Chơi thế này nữa thì quá hên. Rồi, giữ tiền này thôi. Chiến, con chủ phụ đầu tiên. Đây chính là kẻ địch đầu tiên mạnh mẽ mà em ý phải chiến đấu trên con đường đời. Rồi, ngay lập tức đột biến luôn. Nào, mày làm cái gì? Mày bắn đạn à? Em mình né được ngay. Ok, đột biến lần thứ hai đi. Nào. Quật mày, tôi quật về này. Ui, từ. Ui, đột biến dạng cuối cùng rồi. Không sai em ơi, quạt nó em ơi. Let's go. Xong một con. Đó, sức mạnh học được từ
những cái năm đầu của cuộc đời đã giúp cho em ấy có khả năng chiến đấu được với cả những con trùm phụ cực kỳ mạnh mẽ. Boomerang cấp 4, ây à, có 22 may mắn tôi đấy. Ui, thôi khóa lại luôn, khóa lại luôn. Chị em ấy có cả kiếm điện cấp 4 luôn này. Hách cả trường á. Boomerang cấp 4 sát thương lên đến 86 luôn. Còn cấp 3 chỉ là 68 thôi. Vượt trội về mặt sát thương rồi. Rồi. Ây à, ui, có bắt đông quá nhỉ. Rồi, mặt xương này, mặt xương này. Boomerang cũng cà cái mặt của mày luôn nha. Đó, tốc đánh cũng đang khá là cao rồi, cho nên là cái việc mà mình có thể đánh cái tốc đánh khá là cao rồi, cho nên là việc mình giải quyết đám đông này cũng rất nhanh thôi. Tuy nhiên ấy, mình vẫn đang mong đợi một cái trang bị, đó chính là trang bị Community Support. Đấy là trang bị có tác dụng là càng nhiều quái vật thì tốc đánh của mình sẽ càng cao. Đấy, thì với cái khả năng của cái củ khoai tây này, chắc chắn trang bị đó sẽ cộng cho mình cực kỳ nhiều tốc đánh luôn. Với lượng quái vật nó đông khủng khiếp như này cơ mà. Chỉ có một điều thôi, đó là trang bị đấy là trang bị cấp tím, nên là mình phải điểm may mắn nó cao cao lên một xíu. Nào xem nào, bây giờ sổ số nào. Sổ số. Yes. Thành công rồi. Em bé đã trúng sổ số. Ở độ tuổi 31, em ý đã trúng sổ số, được 500 tiền. Và bây giờ thì xả tiền thôi. Nào, cộng sát thương này. Bây giờ sát thương và chất sát thương đã cộng thêm là 109%. Thêm chí mạng, thêm né tránh, viên đạn bạc, cộng sát thương vào chùm và chùm phụ. Rồi xong, cho em ấy mặc cái áo giáp băng đi. Cộng giáp và khi em ấy bị đánh trúng cho tỷ lệ đóng băng ra xung quanh. Còn gì đâu ta, boomerang cấp 3. Let's go. Rồi, sát thương bây giờ là 122. Đó. Trời ơi, tỷ chí mạng lên là 183. Rồi, mình biết quả này. Xác định mấy cái con trùm phụ với trùm chính. Tụi bây xác định đi. Wow, quái vật đông tới đâu? Đông tới đâu nữa nào? Chấp hết, chấp hết. Đó, kể cả mấy con nghìn mắt để quét laser các kiểu luôn. Chưa kịp quét gì, tao quét về trước. Các củ khoai tây này mạnh thật sự ấy. Và đặc biệt lại còn không bị phụ thuộc vào điểm harvesting. Tức có nghĩa là đây là một củ khoai tây mình thấy có triển vọng để mà chiến đấu ở cái chế độ vô tận nha. 10% tốc đánh, ok. 10% tốc đánh với giá là 133 tiền. Ờ, cũng được. Bây giờ tốc đánh của mình bây giờ là trừ 24%. Và bây giờ khiến cho cái tốc đánh của boomerang là 0,41 giây, là ném ra một phát. Nhanh phết chứ nhỉ. Trời ơi, quái đông chưa? Đông chưa kìa. Úi giời. À, mặt mụn à. Ôi, xin lỗi nhá, em bé này đã qua tuổi dậy thì rồi nhá. 35 tuổi rồi, già rồi, sắp đẻ con tới nơi rồi, nên là không có mặt mụn gì ở đây nhá. Đó, tao cào mụn người ta này, tao cào mặt người ta này, đó. Ui, rồi, chúng ta còn 10 giây. Và các bạn thấy không, chính nhờ cái việc mà có rất đông quái vật cho nên là số tiền của mình kiếm được lúc nào cũng lớn. Bây giờ chia đôi ra, nó vẫn to nha. 10% tỷ lệ chí mạng. Let's go. Boomerang cấp 3. Tuyệt vời ông mặt trời. Ê, chúng ta không cần phải khóa lại. Bởi vì đây này, trang bị cướp đồ. Mua trang bị sau miễn phí. Đó. Quá tuyệt vời. 4 cái boomerang cấp 4, 145 sát thương. Để xem con chú phụ này. Ui xồi ôi, ui ôi ôi. Nhìn máu đâu kìa. Ui, quét. Xoẹt. Xong luôn. Đã thế nó còn bị đóng băng nữa chứ. Ui, lá bài 3 rô. Ui, trang bị này mới à. Cộng may mắn, cộng né tránh, cộng tỷ lệ chí mạng mà trừ hơi nhiều giáp đấy. Không sao, không sao. Cũng được. Thế nào, điểm kinh nghiệm của mình bao nhiêu? Rồi, điểm kinh nghiệm là gấp 8 lần bình thường. Ui, và cộng, gọi là cộng thêm 100% quái vật. Không vấn đề. Cần một cánh không ta? Một cánh tăng tốc độ di chuyển, với cả tăng tầm đánh. Cũng được. Wow. Chúng ta có một món đồ đỏ, đó chính là cái áo choàng cộng hút máu và cộng tỷ lệ né tránh. Ok, được luôn. Bây giờ mình nghĩ rằng mình nên chú ý hơn một chút về việc là mua sắm, bởi vì là sắp đến bàn 20 rồi, đến bàn trùm rồi. Đó, ui. Tuổi 41 mà em ý bay cao bay xa không? Mọc cánh vào cái lả lướt thật sự. Đó, dăm ba cái con mặt rách mọc sừng này. Không vấn đề, quất tất. 233 sát thương. Cái này mà cộng thêm 25% do viên đạn bạc nữa để bắn vào ném vào mồm mấy con trùm nữa thì quá khủng khiếp, tỷ lệ chí mạng. Rồi,
7% nữa là 99%. Suýt soát chúng ta còn 1% nữa thôi, chắc chắn chí mạng rồi đấy. Ôi, đến tuổi này là phải mua nhà, rõ ràng rồi đúng không? Mua căn nhà với giá 0 đồng. Đấy, được cộng 3 giáp và trừ 100 harvesting. Nhưng mà con này thì đâu có tính harvesting đâu. Thế là cái này được cộng 3 giáp miễn phí. Đấy, cút máu né tránh này. Có lẽ mình sẽ xoay đi để kiếm cái boomerang. Boomerang cấp 2 à? Ừ, cũng được. 5 boomerang cấp 4 và một cái cấp 2. Hy vọng hết cái bàn này mình sẽ kiếm được nốt cái boomerang cuối cùng. Rồi. Trời ơi, 225 tất cả các đòn ném ra. Chỉ một màu vàng mà thôi. Ôi, tốc độ di chuyển siêu nhanh luôn. 45 tuổi, quá khủng khiếp với một em bé. Quái vật tuy bây giờ là đang cộng lên rất nhiều, nhưng mà không vấn đề gì hết. Rồi, ta từ tầm xa này. Né tránh đi, máu tối đa đi, 100 máu luôn, né tránh đi. Bây giờ mình sẽ kiếm nốt cái boomerang cuối cùng nào. Ây da. Nào. Yes. Yes, tuyệt vời. 6 boomerang cấp 4. Cuộc đời của củ khoai tây em trẻ sơ sinh này đã viên mãn rồi. Đã sở hữu được trọn vẹn tất cả những gì mà một củ khoai tây muốn có rồi. Nhưng vũ khí mạnh nhất, tỷ lệ chí mạng cao nhất, né tránh cao nhất, máu cũng cao nhất, không còn cái gì nữa để mà có thể nâng cấp nữa rồi. Hay là bây giờ mình mua cái chiêu này của Zenitsu nhỉ. Mà thôi bỏ qua đi, xoay nó phát nữa nào. Rồi, hết tiền. Và bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu với hai con chủ phụ để xem tụi nó sẽ chết trong vòng bao nhiêu lâu đây. Trời ơi, quạt. Rồi, quạt hai con một lúc luôn này. À, con kia chạy rồi. Ui ui ui, nhát thế. Đây, quạt hai con một lúc luôn này. Đưa về đây. Vào chung. Vào chung một chỗ. Đó. Và em ý đã mở khóa được trang bị rất phù hợp với một củ khoai tây trẻ sơ sinh đúng không? Quả bóng Pokeball cộng thêm quái vật và cộng chỉ số may mắn. Thật sự các bạn, thật sự luôn, mình không nghĩ rằng là cái củ khoai tây em bé sơ sinh này nhìn những cái chỉ số rất là bình thường đúng không? Nhưng mà sức mạnh của em ý là quá khủng khiếp luôn. Với phần trăm điểm kinh nghiệm thêm nhân 10 lần, phần trăm quái vật cộng thêm là 120%. Mà với chỉ số như này em ý quay xong. Có thể các bạn đã thấy củ khoai tây em bé sơ sinh này đã bá đạo rồi. Nhưng mình nghĩ rằng củ khoai tây ở trong cái video này nó cũng sẽ bá đạo tương tự, thậm chí còn hơn luôn. Bấm vào đây để xem sức mạnh của củ khoai tây đấy như thế nào nhá. Bấm vào đi các bạn ơi.